Xin chào tất cả bạn, và ngày hôm nay ngày 20 Tết thì bên em xả hàng một loạt tất cả các loại xe có trong hình ảnh trong video này. Anh em mua giá nào em bán ra đấy nhá. Giá nào cũng bán, hôm qua Việt Nam thua là em thua một kèo, hôm qua là rất nhiều tiền. Hôm nay là tuyên bố là giá nào em bán tất tần tật bình nhiêu con xe, anh em cứ xem từ đầu cuối video, anh em thích con nào thì alo. Trả giá nào hợp lý em bán luôn, cắt lỗ luôn. Anh em cứ xem hết video luôn. Video này rất nhiều xe. Giá nào em bán ngày hôm nay biến quá, hôm qua Việt Nam I kinda love you and drive me wild when I kiss you at night.